Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tạo ra một cái video như các bạn vừa xem. Để làm được cái video này, các bạn cần chuẩn bị cho mình. Thứ nhất là ứng dụng CamMaster nha các bạn. Rồi, thứ hai là hiệu ứng video 26.k. Cái hiệu ứng video này mình sẽ để dưới phần mô tả của video nha các bạn. Và những bức ảnh để tạo ra được video hết các bạn. Sau khi các bạn đã chuẩn bị được ba vật liệu thì bây giờ mình sẽ mở CamMaster lên nè. Các bạn chọn OK nè. Ở đây thì các bạn chọn là dự án mới. Tiếp tục các bạn sẽ chọn là nhập dự án. Ở đây thì các bạn chọn OK. Rồi, bây giờ các bạn tìm cho mình cái hiệu ứng video 26 chấm, hiệu ứng video 26.k. Rồi, bây giờ nó xuất hiện một cái dự án như các bạn đang thấy ha. Công việc của các bạn là thay đổi những bức ảnh trên dự án này thành những bức ảnh của mình là được nha các bạn. Rất là đơn giản. Rồi, các bạn ấn vào bức ảnh đầu tiên. Các bạn sẽ chọn là thay thế. Rồi tìm bức ảnh của mình. Đây. Tiếp tục bức ảnh thứ hai. Các bạn chọn vào thư chữ thay thế. Chọn bức ảnh của mình. Rồi, tiếp tục bức ảnh thứ ba. Các bạn ấn vào, các bạn chọn thay thế. Rồi, tìm đúng bức ảnh của mình. Đó. Rồi, những bức ảnh thứ tư, thứ năm, thứ sáu và đến hết dự án, các bạn cứ làm tương tự nghe các bạn. Rồi, các bạn lưu ý nè, khi những bức ảnh của các bạn nó không phù hợp thì các bạn điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái khung là được nghe các bạn. Rồi ha, rất là đơn giản nghe các bạn. Mình xin tạm dừng video ở đây ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.